Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão, đoàn lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã đến thăm tặng quà các đảng viên, gia đình chính sách và cán bộ hưu trí tại xã Long Tân và thị trấn Phước Hải. Tại mỗi gia đình đến thăm, lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã ân cần thăm hỏi động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các đảng viên, cán bộ hưu trí, các gia đình chính sách đã có nhiều đóng góp, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng huyện nhà ngày một phát triển. Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, lãnh đạo huyện Đất Đỏ chúc các đảng viên, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách đón năm mới vui tươi, đầm ấm. Các đảng viên, cán bộ hưu trí và gia đình chính sách được đoàn đến thăm đã gửi gắm kỳ vọng đảng bộ, nhân dân huyện nhà sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần xây dựng quê hương Đất Đỏ ngày càng giàu đẹp.